Bộ Công Thương vừa tổ chức họp báo thường kỳ. Tại đây, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, người phát ngôn Bộ Công Thương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đã trả lời nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí, truyền thông về các lĩnh vực của ngành công thương quản lý. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá, 2 tháng đầu năm 2021, so với diễn biến chung của thế giới thì kinh tế thương mại Việt Nam vẫn duy trì được đà tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2021 vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,29 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 giảm 5,4% so với tháng 1 năm 2020, nhưng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 3 và những tháng tiếp theo của năm 2021, Bộ sẽ thực hiện các giải pháp cơ bản sau. Bộ Công Thương sẽ tập trung, một là quán triệt và kiên định thực hiện mục tiêu kép theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cần phải theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, đảm bảo phân phối hàng hóa hợp lý giữa các miền, vùng, đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để góp phần bảo vệ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất công nghiệp, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án năng lượng, các dự án về công nghiệp có quy mô lớn, bảo đảm cung ứng đủ điện cho nền kinh tế, tăng cường phối hợp với các bộ có liên quan, tạo điều kiện cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu tiêu thụ hàng hóa, nhất là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19, tổ chức khai thác tận dụng tốt các cái cơ hội do các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA mang lại, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách các cái thủ tục hành chính, thực hiện tối đa việc cấp phép trực tuyến, đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ cũng như là của các cấp có thẩm quyền và đặc biệt là của Bộ Công Thương. Về kinh doanh xăng dầu, thông tin tại buổi họp báo, đại diện vụ thị trường trong nước khẳng định, qua theo dõi, việc kinh doanh xăng dầu về cơ bản là đáp ứng tốt yêu cầu của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra giám sát, có một số thương nhân kinh doanh xăng dầu vi phạm theo quy định tại Nghị định. Bộ Công Thương luôn yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu đảm bảo thực thi pháp luật đầy đủ trong kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Công Thương thường xuyên có những văn bản yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung phục vụ tiêu dùng sản xuất, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh xăng dầu, trong đó có những vấn đề về duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh hay vấn đề về phát triển hệ thống để phục vụ cho tiêu dùng và sản xuất. Bộ Công Thương theo Nghị định 83 thì có 3 cái chức năng chính. Một là chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính để điều hành giá, cũng như là giám sát cái việc thực hiện về cái điều hành giá đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Cái trách nhiệm thứ hai là phải đảm bảo cái nguồn cung cho sản xuất và tiêu dùng. Và cái trách nhiệm thứ ba đấy là phải phát triển cái hệ thống phân phối làm thế nào đấy để phục vụ tốt hơn cho sản xuất và tiêu dùng. Thì cái trách nhiệm, chức năng của Bộ Công Thương quy định rất rõ trong Nghị định 83 như vậy. Về việc rà soát tổng thể các dự án điện mặt trời, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo nhấn mạnh, hiện nay điện mặt trời mái nhà là nguồn điện sạch, tái tạo có tính chất phân tán, quy mô nhỏ, được tiêu thụ tại chỗ, giảm tổn thất của quá trình truyền tải, phân phối, tận dụng hạ tầng lưới điện hiện có của ngành điện, có thời gian phát chủ yếu vào ban ngày, trong giờ cao điểm của hệ thống điện giúp giảm đỉnh phụ tải, tận dụng được diện tích mặt bằng mái nhà tại các khu dân cư, doanh nghiệp vốn đã có sẵn cơ sở hạ tầng lưới điện đầy đủ, thuận tiện trong việc đấu nối. Do đó, cần khuyến khích các thành phần kinh tế như hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia đầu tư để cấp điện tự dùng và phần dư bán lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Liên quan đến quy hoạch điện 8, với nhu cầu vốn lên đến 150 tỷ đô la Mỹ, nhu cầu phụ tải duy trì mức cao từ 8 đến 9% một năm, tổng công suất 140.000 MW, gấp đôi so với hiện nay nên nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, mỗi năm cần từ 12 đến 13 tỷ đô la Mỹ là thách thức lớn cho phát triển. Liên quan đến vấn đề điều chỉnh giá điện theo cơ cấu nguồn điện mới trong tổng sơ đồ 8 và vấn đề xem xét cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, đại diện Cục Điều tiết Điện lực cho biết, hiện nay cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân đang được thực hiện theo quyết định 24 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giá bán lẻ điện sẽ được xây dựng trên cơ sở các yếu tố đầu vào, các chi phí toàn bộ chuỗi dây chuyền sản xuất cung ứng điện từ khâu truyền tải, phân phối, từ bán lẻ điện đến các khách hàng sử dụng điện. Hiện nay, Bộ Công Thương cũng đang tiếp tục chỉ đạo và điều hành giá điện theo đúng quy định tại quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Về sơ đồ điện 8, Bộ Công Thương xem xét và sẽ sớm trình Chính phủ thông qua trong thời gian tới.